Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi là lọc xăng. Lọc xăng này gọi là lọc nhiên liệu. Lọc xăng, lọc nhiên liệu ở dòng xe Mitsubishi Pajero. Pajero con này là Pajero V6 3000 và Pajero V33 V43. Thì đây là đế bắt và cái phần này là phần lọc. Nó sẽ lọc toàn bộ cái nhiên liệu. Đây là đầu ao, đầu này đầu ra này. Đây là ao, ao ra này. Đấy, ao và ra. Ao và ra, và đầu này là đầu in. In là vào, đầu này vào. In là vào, các bạn nhớ lắp chuẩn đời, chuẩn cái đầu cho mình nhá. In là vào. Đấy, thì khi xăng của chúng ta sẽ qua cái lọc này, lọc nó sẽ lọc toàn bộ cái xăng của chúng ta đổ vào cây ấy, thì không đảm bảo được cái độ tinh khiết, độ sạch sẽ. Thì qua cái lọc này nó sẽ lọc toàn bộ những cái bật để cung cấp vào trong hệ thống động cơ, để động cơ chúng ta hoạt động một cách tốt nhất. Và thì trong quá trình khi chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường và bị một thời gian thì bắt buộc các bạn sẽ phải thay cái lọc xăng này. Nó bị bẩn thì bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đây là cái phớt của nó, đây phớt. Tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam thì chúng tôi đều có nhập khẩu và phân phối. Như vậy, anh em mà gặp dòng xe Mitsubishi mà chúng ta cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng thì các bạn vui lòng truy cập website phụtungmitsubishi.vn. Thì chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối tất cả các phụ tùng. Thì đội ngũ kinh doanh chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn một cách chi tiết để làm sao chúng ta có một con xe vận hành tốt, chạy tốt mà chi phí khi các bạn phải sửa chữa và bảo trì và dưỡng phụ tùng nó không quá đắt đỏ. Đấy, thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của tất cả các phụ tùng dòng xe Mitsubishi này thì anh em nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.